chào tất cả các anh chị và các bạn. Chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã đến với kênh Tâm An Health. Thì hôm nay thì mình sẽ review cho mọi người một cái dòng sản phẩm viên sủi hỗ trợ các vấn đề về xoang mũi cho chúng ta rất là tốt. Đó chính là viên sủi xoang X-Chanano, là một cái dòng sản phẩm rất là nổi tiếng ở trên thị trường mọi người nhé. Đấy, thì trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ làm rõ cho mọi người để mọi người nắm vững về cái thành phần cũng như là cái công dụng của cái sản phẩm này là cái gì. Và đặc biệt ở phần sau của video này mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách thức phân biệt thật giả để làm sao mà chúng ta mua đúng hàng chính hãng, không mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng mọi người nhé. Và mọi người hãy lưu sẵn lại cái số điện thoại, đó chính là số 0868383835, để khi mà chúng ta cần tư vấn kỹ hơn thì chúng ta có thể gọi trực tiếp hoặc là kết bạn Zalo với mình nhé. Thì đây chính là cái hộp sản phẩm X-Chanano này, hỗ trợ giảm triệu chứng của viêm xoang, viêm mũi. Đấy, sản phẩm này dùng được cho người bị viêm xoang, viêm mũi với các cái triệu chứng như là đau xoang, sổ mũi, nghẹt mũi. Một cái lọ như thế này nó sẽ có là hai viên viên sủi ở trong nhé. Đây, cái lọ của nó bên trong như này mọi người. Đó, rất là đẹp. Thì ở trong này nó sẽ có một cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng luôn, ghi rất là rõ cái thành phần của sản phẩm mọi người ạ. Đây mình đọc cho mọi người xem này. Thành phần của sản phẩm X-Chanano này á, nó là 100% từ thiên nhiên mọi người nhé. Đây này, như là cao hô khô hoa ngũ sắc lên đến 150mg này, cao khô ké đầu ngựa này 100mg này, cao khô tân di hoa 80mg, cao bạch chỉ, cao hoa xì sâm, cao tang bạch bì, cao hương nhu, nano cucumin. Đấy, và công dụng là nó sẽ hỗ trợ giảm triệu chứng của viêm xoang, viêm mũi, đau xoang, sổ mũi, nghẹt mũi rất là tốt. Và đối tượng nó chính là những cái người bị viêm xoang, viêm mũi với các cái triệu chứng như là đau xoang, sổ mũi, nghẹt mũi. Đấy, cách sử dụng là chúng ta sẽ hòa một viên sủi vào 100 đến 150ml nước đun sôi để nguội, đợi tan rồi uống. Đấy, người lớn thì chúng ta sẽ uống một viên một lần, 1 đến 2 lần một ngày, và nên sử dụng từ 1 đến 2 tháng để đạt hiệu quả tốt nhất mọi người nhá. Đấy, thì rất là đơn giản thôi, còn cái thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm đó chính là công ty cổ phần kinh doanh thương mại Dragon và sản xuất tại công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Hà Thành. Đây chính là cái viên sủi của chúng ta này. Đó. Thì cái sản phẩm này nó có cái điểm đặc biệt ấy là thành phần của nó 100% từ thiên nhiên, nhưng nó được chiết xuất ở dưới dạng sủi, cho nên là nó hấp thu vào cơ thể của chúng ta rất là nhanh luôn đấy mọi người. Còn toàn bộ những chân cái hộp thì toàn bộ là những cái thông tin như hồi nãy mình nói thôi. Đó, thành phần, công dụng, đối tượng sử dụng, cách dùng vân vân. Đó, mọi người thấy chưa? Đấy, thì khi mà lấy hàng về thì chúng ta cứ mở ra chúng ta đọc kỹ trước khi dùng thôi, rất là đơn giản mọi người ạ. Thì cái sản phẩm này á thì nó sẽ giúp các cái vấn đề về xoang cấp và mãn tính, hỗ trợ các vấn đề về viêm mũi dị ứng, những cải thiện các cái triệu chứng như là ngạt mũi, chảy nước mũi, hắt hơi liên tục, rồi giúp làm giảm những cơn đau ở vùng mũi, cổ họng, vùng mặt, đầu. Đấy, hỗ trợ phòng ngừa các biến chứng của viêm xoang, hỗ trợ bài tiết dịch đờm, hỗ trợ làm giảm cái tình trạng viêm sưng mũi, viêm ở mô xoang, hỗ trợ quá trình làm lành niêm mạc mũi rất là hiệu quả các anh chị nhé. Sử dụng sản phẩm này thì sau khoảng nó sẽ trải qua những cái giai đoạn. Thứ nhất đó là giai đoạn làm sạch, thì trong 7 đến 10 ngày đầu thì cái viên sủi X-Chanano nó sẽ đi vệ sinh mũi, đào thải các dịch đờm mủ còn ứ đọng bên trong khoang mũi. Thì giai đoạn 2 là trong 10 đến 20 ngày thì nó sẽ làm tác động đến các cái triệu chứng xoang như là những cái cơn đau và tình trạng viêm nhiễm, chảy mủ nó sẽ thuyên giảm nhiều. Và cái giai đoạn phục hồi là khoảng từ 25 đến 35 ngày tiếp theo thì nó sẽ đi hỗ trợ làm lành các vết viêm, đi tái tạo lại niêm mạc mũi, đồng thời nâng cao sức đề kháng. Đấy, và phòng ngừa cái nguy cơ tái phát cho chúng ta rất là tốt luôn. Thì đó chính là cái cơ chế hoạt động của cái viên sủi X-Chanano này mọi người nhé.